자기 자신을 믿으세요. 자기 자신을 믿으세요. Hãy tin vào bản thân mình. 자기 자신 có nghĩa là bản thân ấy. Mít tả là tin, bỏ tả là믿으세요 là hãy tin. 자기 자신을 믿으세요. Hãy tin vào bản thân mình. Tiếp theo, 자기 자신을 사랑하세요. 자기 자신을 사랑하세요. 자기 자신을 사랑하세요. 자기 자신을 사랑하세요. Hãy yêu lấy bản thân. 자기 자신, bản thân ấy. Tự bản thân, chính bản thân. 사랑하세요, hãy yêu. Chính xác, chúng ta phải tự yêu lấy bản thân của chúng ta trước. 마음이 원하는 대로 따르세요. 마음이 원하는 대로 따르세요. 마음이 원하는 대로 따르세요. 마음이 원하는 대로 따르세요. Hãy làm theo những gì trái tim bạn muốn. Các bạn có 따르세요 có nghĩa là hãy làm theo. Hãy làm theo như 는대로 là theo như 마음 là tấm lòng, trái tim. 원하다 có nghĩa là muốn. 마음이 원하는 대로 따르세요. Hãy làm theo như cái bạn muốn. Hoặc dịch là hãy làm theo những gì trái tim bạn muốn. Tức là bạn muốn cái gì thì bạn hãy làm cái đó. 인생은 한 번뿐이에요. 인생은 한 번뿐이에요. 인생은 한 번뿐이에요. 인생은 한 번뿐이에요. Cuộc đời chỉ có một lần thôi. 인생 có nghĩa là nhân sinh. Cuộc đời đấy, 한번 là một lần. 뿐이에요. 뿐이다 có nghĩa là chỉ. 한 번뿐이에요 có nghĩa là cuộc đời thì chỉ có một lần. 과거에 연연하지 마세요. 과거에 연연하지 마세요. 과거에 연연하지 마세요. 과거에 연연하지 마세요. Đừng ám ảnh quá khứ. 과거 là quá khứ. 뭐뭐에 연연하다 là ám ảnh về cái gì đó. 뭐뭐에 연연하다, ám ảnh về cái gì đó. 과거 ví dụ là gì nhỉ? 그 사람에 연연하지 마세요. Đừng ám ảnh về người đó. Hoặc là 과거에 연연하지 마세요. Đừng ám ảnh về quá khứ. 지 마세요. Mà nghĩa là đừng. 과거는 과거입니다. 과거는 과거입니다. 과거는 과거입니다. 과거는 과거입니다. Quá khứ là quá khứ. Chính xác. 과거. 과거는 과거. Quá khứ thì 과거입니다 là quá khứ. Không phải là tương lai cho nên là nhiều khi những cái chuyện đã xảy ra rồi ấy. Dập nó vào một chỗ, đừng bới móc lại quá khứ nữa, không để làm gì cả. 오늘을 즐기세요. 오늘을 즐기세요. 오늘을 즐기세요. 오늘을 즐기세요. Hãy tận hưởng ngày hôm nay nhé. 즐기다. 즐기다 có nghĩa là tận hưởng. 즐기세요 là hãy tận hưởng 오늘, ngày hôm nay. 자책하지 마세요. 자책하지 마세요. 자책하지 마세요. 자책하지 마세요. Đừng tự trách bản thân mình. 자책하다. 자책하다 là tự trách. 지 마세요. Đừng. 꿈만 꾸지 말고 되어라. 꿈만 꾸지 말고 되어라. 꿈만 꾸지 말고 되어라. 꿈만 꾸지 말고 되어라. Đừng có mơ nữa mà hãy thực hiện đi. Cum, các bạn có từ cum là ước mơ. Cum man, mang nghĩa là chỉ. Cum cu tả, động từ mang nghĩa là mơ. Cum man cu tả là chỉ mơ. Chi mèo cu mang nghĩa là đừng cái gì đó mà. Tức là gì nhỉ? Các bạn sẽ có cum man cu chi mèo cu có nghĩa là đừng chỉ mơ mà hãy thuê ra. Các bạn có từ thuê tả là được, đạt được đấy. Thuê ra, ra đuôi câu mệnh lệnh. Tức là các bạn hiểu là đừng có mơ nữa mà hãy đạt được nó đi. Tức là đừng chỉ mơ mà hãy cố, hãy đạt được, hãy thực hiện đi. Mà hãy đạt được cái ước mơ đó. 용감해지세요. 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 Hãy dũng cảm lên nào. 이런 게 인생이지요. 이런 게 인생이지요. 이런 게
인생이지요. 이런 게 인생이지요. Đây chính là cuộc sống đó. 이런 게 cái như thế này. 인생, nhân sinh, cuộc sống, 이지요. Chính là cuộc sống đó. 더 열심히 할수록 목표에 더 가까워질 거예요. 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 Càng chăm chỉ thì càng gần với mục tiêu của mình. Không phải nghĩ. Thò yon shimi hen su ro có nghĩa là gì nhỉ? Càng chăm chỉ hơn thì mục tiêu đấy. Thò hơn này, khá cao chưa có yếu thì sẽ càng gần hơn với mục tiêu. Tức là càng chăm chỉ thì càng đến gần với mục tiêu. Khưng trong chó cửa xa xeo. 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 Hãy sống một cách tích cực nhé. Khưng trong chó cửa có nghĩa là một cách tích cực. Xa xeo, động từ sang tà, bỏ tà gắn với xeo là hãy sống. 지금 아니면 언제 하실 건가요? 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 Nếu không phải bây giờ thì là khi nào? Tức là gì nhỉ? Nếu bây giờ mình không làm thì còn đợi lúc nào nữa thì mới làm, mới thực hiện. Cho nên là có ý nghĩ, có ý định thì hãy thực hiện ngay, bắt tay vào ngay. Có rất là nhiều bạn đến bây giờ vẫn còn nhắn tin với Phương bởi vì từ ngày trước Phương dạy tiếng Hàn ấy, hình như là từ 2016, 17 là đã bắt đầu dạy rồi, tức là khoảng 5, 6 năm trước là tức là khi đấy là đã dạy thêm ở nhà, tức là ngoài dạy trung tâm thì đã dạy ở nhà. Thì có rất là nhiều bạn ấy mới hôm trước còn nhắn tin cho Phương tôi bảo là ôi em tiếc quá. Giá như mà ngày xưa em học chăm chỉ ấy, em ngày xưa khi mà chị dạy em học chăm chỉ thì bây giờ có lẽ là em đã có nhiều cơ hội tốt hơn rồi. Bây giờ thì bạn ấy vẫn đang học tiếng Hàn. Bạn ấy sinh năm 90, 91 gì đó, bây giờ vẫn đang học. Tức là khoảng 5, 6 năm trước nếu như mà bạn ấy học chăm chỉ thì bây giờ đã khác rồi. Nên là bạn ấy thể hiện cái sự nuối tiếc. Cũng có thể thực ra thì không phải là bạn ấy không chăm chỉ mà là trong cuộc sống nó còn nhiều chuyện nọ chuyện kia, bạn ấy không thể tập trung thời gian, không thể tập trung hết sức lực để mà học riêng cái việc học ngoại ngữ. Cho nên là nếu như các bạn mà xác định có ý định thực hiện cái gì đó thì hãy bắt tay vào làm luôn. Và đã làm thì phải làm một cách tử tế, tức là phải đầu tư thời gian, công sức và cả tiền bạc nữa để chúng ta thực hiện cái mục tiêu của mình cho nó xong. Chứ đừng để sau này phải hối tiếc thì nó rất là lãng phí, mất đi nhiều cơ hội. Tiếp theo, 개개인을 존중해 주세요. 개개인을 존중해 주세요. 개개인을 존중해 주세요. 개개인을 존중해 주세요. Hãy tôn trọng từng cá nhân nhé. 개개인 có nghĩa là cá nhân. 존중해 주다 là tôn trọng cho, làm ơn hãy tôn trọng từng cá nhân. 당신은 사랑받을 자격이 있습니다. 당신은 사랑받을 자격이 있습니다. 당신은 사랑받을 자격이 있습니다. 당신은 사랑받을 자격이 있습니다. Anh xứng đáng được yêu thương. 있습니다 là có, 자격 là tư cách. 사랑받을 자격 có nghĩa là tư cách để nhận được tình yêu ấy thì 있습니다 thì anh có. 당신이 하는 걸 사랑하세요. 당신이 하는 걸 사랑하세요. 당신이 사랑 아 sorry xin lỗi các bạn. 당신이 하는 걸 사랑하세요. 당신이 하는 걸 사랑하세요. Hãy yêu những gì bạn làm. 하는 걸 chính là dạng vi gọn của 하는 것 và gắn với tiểu từ 을. 하는 것을 cái mà bạn làm ấy, đang làm ấy thì 사랑하세요. Có nghĩa là hãy yêu những cái mà bạn làm. 내 일이 없는 것처럼 사세요.
내일이 없는 것처럼 사세요. 내일이 없는 것처럼 사세요. 내일이 없는 것처럼 사세요. Hãy sống như thể không có ngày mai vậy. Các bạn có saseo là hãy sống, chorom là gì nhỉ? Giống như neiri omnen got, cái mà không có ngày mai. Tức là hãy giống, hãy sống giống như là cái việc mà không có ngày mai. Dịch hay hơn sẽ là hãy sống như thể không có ngày mai vậy. Tức là sống hết mình ấy. 시간은 아무도 기다려주지 않아요. 시간은 아무도 기다려주지 않아요. 시간은 아무도 기다려주지 않아요. 시간은 아무도 기다려주지 않아요. Thời gian không chờ đợi ai cả. 시간은 thời gian thì 아무도 bất cứ ai cũng 기다려주지 않아요. Cũng không chờ đợi. 당신이 실패해도 쉽게 포기하지 마세요. 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 Dù có thất bại thì cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc. 실패해도 có nghĩa là dù thất bại cũng 쉽게 một cách dễ dàng. 포기하다 là từ bỏ. 포기하지 마세요. Đừng từ bỏ một cách dễ dàng dù có thất bại. 젊음을 낭비하지 마세요. 젊음을 낭비하지 마세요. 뭔 노음? 젊음을 낭비하지 마세요. 젊음을 낭비하지 마세요. Đừng lãng phí tuổi trẻ nữa. Các bạn có 젊음 có nghĩa là tuổi trẻ. 인생은 불공평합니다. 익숙해지세요. 인생은 불공평합니다. 익숙해지세요. 인생은 불공평합니다. 익숙해지세요. 인생은 불공평합니다. Cuộc sống là không công bằng, 불공평 có nghĩa là bất công bình. 공평 là công bình, 불 là bất, 불공평 bất công bình tức là không công bằng. 익숙해지세요. 익숙해지다 là trở nên quen. 익숙해지세요 có nghĩa là hãy quen đi, hãy làm quen với điều đó đi. 이 또한 지나갈 겁니다. 이 또한 지나갈 겁니다. 이 또한 지나갈 겁니다. 이 또한 지나갈 겁니다. Và nó sẽ trôi qua thôi. 지나가다 là đi qua, trôi qua. 지나갈 겁니다 có nghĩa là sẽ đi qua. 이 또한 và nữa và là các bạn dịch đơn giản là và rồi. 당신의 성공은 노력에 달려 있습니다. 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 Sự thành công của anh, của bạn ấy phụ thuộc vào sự nỗ lực. 달려 있습니다. Có nghĩa là phụ thuộc vào. 노력 có nghĩa là cái sự nỗ lực. 성공 là thành công. 당신의 성공, thành công của bạn thì phụ thuộc vào cái sự nỗ lực. 시간은 큽니다. 시간은 큽니다. 시간은 큽니다. Thời gian là vàng, 시간 thời gian, 금 có nghĩa là vàng. Có thể nói là 시간은 금이에요. 시간은 금입니다. 부모님의 존재를 당연시하지 마세요. 부모님의 존재를 당연시하지 마세요. 부모님의 존재를 당연시하지 마세요. 부모님의 존재를 당연시하지 마세요. Đừng coi sự tồn tại của ba mẹ là đương nhiên. Các bạn có thang yon si ha tả. Thang yon si ha tả, động từ bằng nghĩa là gì nhỉ? Xem là đương nhiên, coi là đương nhiên. Chôn trẻ có nghĩa là cái sự tồn tại. Phú môn ni mê chôn trẻ có nghĩa là cái sự tồn tại của ba mẹ. Chi ma seo, đừng xem là đương nhiên cái sự tồn tại của ba mẹ. Hoặc là gì nhỉ? Đừng coi sự tồn tại của ba mẹ là đương nhiên. Câu này các bạn thử nghĩ xem nó mang ý nghĩa là gì nhé.
그도 하고 그녀도 하는데 왜난안 돼? 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 Anh ấy cũng làm và cô ấy cũng làm mà sao tôi lại không được? 그도 anh ấy cũng 하고 cũng làm và 그녀도 cô ấy cũng 하는데 cũng làm nhưng mà vì tại sao 난 dạng với gọn của 나는 안 돼. Tại sao tôi lại không được? Tức là anh ấy cũng làm, cô ấy cũng làm mà tại sao tôi lại không được làm ấy? 힘내세요. 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 고강렌. 겉모습만 보고 판단하지 마세요. 겉모습만 보고 판단하지 마세요. 겉모습만 보고 판단하지 마세요. Các bạn sẽ phát âm biến âm cọt thành con. Mô sức, các bạn sẽ có con mô sức có nghĩa là cái dáng vẻ bề ngoài. Man mang nghĩa là chỉ, bu trong từ bu ta là nhìn, tức là nhìn, chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài, cô mang nghĩa là và, phan tan ha ta là phán xét, còn chi ma xéo mang nghĩa là đừng, tức là gì nhỉ? Đừng chỉ nhìn cái dáng vẻ bề ngoài mà phán xét. Còn mô sức cái từ man ở đây các bạn sẽ biến âm thành mô sừng. Còn mô sừng man bù gu, phan tan ha chi ma xéo. Còn mô sừng man bù gu, phan tan ha chi ma xéo. Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét nhé. Câu cuối cùng, 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있어요. 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 Có nghĩa là dù trời có sập xuống thì cũng vẫn có lỗ để chui lên. 하늘 là bầu trời. 무너져도 tu mà nghĩa là cũng, muno chita là sập, haneri muno chita là sập, còn muno chodo có nghĩa là dù có sập thì cũng, sosanal kumong, kumong có nghĩa là cái lỗ, sosanata có nghĩa là chui lên, vỏ tà gắn riêng, gắn kumong danh từ, sosanal kumong có nghĩa là cái lỗ để chui lên ấy, isoyo, có, haneri muno chodo, sosanal kumongi isoyo. Dù trời có sập thì cũng vẫn có lỗ để chui lên. Tức là đang nói về cái sự lạc quan ấy. Dù trong nghịch cảnh thế nào thì vẫn có cái con đường, vẫn có cái lối thoát. Vừa rồi là mình đã chia sẻ đến các bạn 30 câu, là những cái câu mà chúng ta có thể gọi là gì nhỉ? Khích lệ bản thân, tự nhìn nhận, tự suy nghĩ về cuộc đời, và từ đó có những cái chiêm nghiệm, những cái nhìn nhận. Thế thì các bạn hãy thử suy ngẫm nhé. Và lưu ý rằng luôn luôn có cái sự lạc quan trong cuộc sống, luôn luôn có cái sự quyết tâm, sự nỗ lực để đạt được những cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Chúc các bạn thành công với những dự định, những cái mục tiêu trong cuộc sống nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분, 힘내세요. 다음에 또 만나요.